Nhìn tôi cái ra mạng xã hội mà ngày nào cũng like Thực ra hôm nay like là do tôi à Tôi bảo lên like thử xem xem nó như nào Thì ngày hôm qua thấy Có đăng là, cái gì trốn lợ hay gì Xong rồi cái gì 37,5 triệu Người ta sai người ta lộ phạt thì người ta chấp nhận chứ làm sao cho nên đối với mọi người cứ đăng uh, hô to 37,5 triệu Mọi người cứ nghĩ hô to cái đấy lên là bọn tôi trột dạ ai gì Bọn tôi đâu có vấn đề gì đâu Bởi vì mình sai mình lột phạt đúng không Thế mà tôi không hiểu sao mà mọi người nghĩ cái gì đi đi ra Xong mà bảo nhau là là hô 37,5 triệu tôi Không hiểu kiểu gì đây nè tôi kể cho mọi người nghe câu chuyện cái ngày đầu mà mấy bạn thấy cái clip đó đúng không là cái ngày đó là cái ngày mà tôi chuyển vô căn nhà này không có cái gì trong này tôi với ổng ngủ trên một cái chiếc giường nó nói lõm chởm thì bữa đó không có bộ đồ trên người đi lên đà lạt là đi với hai bàn tay trắng lên đây luôn mà không đem cái gì không đem bất cứ một cái gì đem chỉ mặc đúng bộ đồ duy nhất lên trên đây ta nói ta nói nhìn nó nham nhở nó ghê thì đi xuống cà phê chủ yếu là gọi ly nước ép rồi đi thôi chứ cũng không có ngồi cà phê tại vì mình thấy mình nham nhở quá mình cũng không muốn ngồi nữa xong cái tự nhiên lúc đó cũng hơi nắng nên là cũng hơi ngại kêu ổng đi mua đồ ăn cho mình cho mình ngồi lại xong cái ông mà sao ông cũng ông cũng khìa ông khỉ mình xong cái mình kêu ừ ờ, thôi kệ đi không quan tâm xong mày cái có một đám người ngoài sau hỏi tiểu cương đó rồi mình cũng ok vậy để gọi về gọi về xong rồi cái mọi người ơ dạ em chào anh anh khỏe ha anh trời ơi này kia xong rồi cái tự nhiên về làm bạn với nhau luôn <laughs> kiểu tự nhiên người ta khịa mình 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 không làm gì hết mình cứ im lặng vậy xong rồi ông cường bước về cái giờ làm mạng thì cái ông mà đang sửa nhà cho tôi là cái ông mà ông cường chứ ai xong giờ bạn bè vui vẻ quan hỷ đó sao đâu trời ơi giờ quá thù thành bạn là bình thường nhiều khi người ta coi trên mạng người ta hùa theo đám đông vậy thôi chứ ngoài người ta thấy mình không có phải như vậy tự nhiên mình thành bạn tốt của nhau luôn cái giờ tôi với cái quán cà phê là đôi bạn thân luôn cho nên là nhìn trên mạng vậy thôi chứ ngoài đời mọi người phải gặp tụi tôi mọi người phải gặp trực tiếp thì mọi người mới quánh giá được con người tụi tôi như thế nào còn trên đây có ba bao nhiêu cái ngôn ngữ nói qua nói lại thì có lúc đúng lúc sai là bình thường còn chừng nào mà mấy bạn gặp tôi trực tiếp á mà tôi cư xử với bạn giống như trên đây hoặc là những cái mà mấy bạn nghĩ tôi xấu giống như trên đây á thì lúc đó mấy bạn nói đúng thu hoài hợp lý không cãi Đi với doanh nhân phải ra dáng doanh nhân chứ nhỉ, nhìn như đi chợ vậy. Mày đã nhìn thấy các sắc bây giờ đang bị vào tòa chưa? Nhìn, đã xem chương trình cá mập chưa? Các sắc tăng Việt Nam mà dần lượt đưa nhau vào chưa? Nên cứ ngồi đến mà khinh người đi nhá. không ổng nổ thì tôi có công nhận mà giờ ổng bớt rồi đó cũng không phải là nổ đâu ừ, nhưng mà, nhưng mà ở đâu phong tao làm doanh nhân vậy doanh nhân là ngày xưa chứ bây giờ kể lại cái câu chuyện tao nhận tao là doanh nhân bao giờ tôi á tôi á tôi nói được chưa tôi tôi nói ông <laughs> là doanh nhân á ừ vậy đi cho nhanh ừ vậy đi ừ vậy đi cho đỡ ồn ào vậy đi tôi nhận cho tôi nhận hết cho tôi nói á ừ vậy đi vậy là nhanh nhất Vậy nhanh lắm, bây giờ ai nói tôi sai, ừ tôi sai đó, ừ tôi sai, vậy xong Thôi lên like nghịch nghịch đi thôi, thôi tắt like nhá. Sao vậy bị kích động rồi hả? Đâu, <laughs> tức là mình mình chỉ thích cái kiểu nó chỉ xuất hiện tí thôi xong rồi Tắt like <laughs> Chứ kích động gì đâu, anh xin lỗi cuộc đời này chả có Ai kích động là anh ngoại trừ em Chứ còn anh nói thật sự Cả cái đất nước hay cả thế giới nó có chửi anh gì nữa Ủa mà bong là gì ta Nhiều má chửi mà tôi đọc tôi không hiểu gì hết Nhưng mà mọi người có chửi chửi sao cho tôi hiểu nha Thì tôi đọc mà tôi không hiểu bong là bon lạnh là gì Julie Ai đây Trông nhìn ăn mặc sang chảnh này hở ngực hở nghiếc này Thôi khỏi cho lên đi ăn mặc kín đáo là cho lên rồi mặc hở quá không cho lên cho kho đây đô lên đi hỏi mấy bạn nó coi ăn bám làm sao giải thích cho tôi hiểu chữ ăn bám tôi không hiểu lắm nè nhiều tôi từ tiếng tiếng việt có nhiều từ tôi hiểu nè cho bạn kho đây đô lên đi kệ chúng nó lo lo bình luận ăn bám lại chạy mà ừ. Có trong cái cuộc đời này mà cái người đi ăn bám Mà cái người nuôi mình Biết mình ăn bám mà vẫn nuôi mình hay vẫn ở bên cạnh mình Thì đó là gì? Đó là thấu hiểu Một cái người ngu nhất Thì cũng biết được rằng cái xã hội này kiếm tiền nó rất là Kiếm tiền để giàu